Có gì ngày mai anh sẽ lựa lời để nói chuyện với con bé. Đi ngủ vợ ơi, mệt quá nhỉ. Váy đâu mà đẹp thế này nhỉ? Trông lại sexy thế này. Mày mình tư vấn đúng không? Anh có nhớ ngày hôm nay anh hẹn em như thế nào không? Em đã mất bao nhiêu công sức để chuẩn bị. Em đã chờ đón buổi tối ngày hôm nay như thế nào? Em còn ngu ngốc đến nỗi em chạy đi mua một cái bộ váy ngủ mới để làm cho anh bất ngờ. Em về nhà, em mở nhạc, em mở rượu, em chờ anh suốt cả buổi tối. Còn anh thì sao? Anh vô tư đi ăn nhậu, anh say xỉn, anh ngủ ở nhà vợ cũ của anh. Anh có nghĩ gì đến cảm xúc của em không? Anh có thấy là anh có lỗi với em không? Có. Nhưng mà cả ngày hôm nay anh cứ luẩn quẩn cái chuyện của con bé Thỏ, nên anh cũng quên mất. Không quên, mà là anh không quan tâm. Sự quan tâm của anh chỉ có một, và nó không phải là em. Em chấp nhận kết hôn với anh là em chấp nhận cái mối quan hệ của anh với gia đình cũ, nhưng em không chấp nhận được cái thái độ của anh. Anh thoải mái anh đi lại với vợ cũ của anh như thế. Anh thoải mái anh vô tư anh ăn ở nhà vợ cũ của anh. Rồi vợ cũ và con gái của anh, họ coi em như không tồn tại. Họ có thể thoải mái đến đây, họ thích đến thì đến, thích đi thì đi, bởi vì họ được anh cho phép. Anh coi việc đấy là bình thường. Em không chấp nhận, em không chấp nhận một cái cuộc hôn nhân chung chả kiểu này được nữa. Vợ, vợ mà cho anh giải thích đã chứ. Em biết mà, mối quan hệ của anh với cả mẹ của Thỏ rõ ràng có vấn đề gì đâu. Còn hôn nhân của chúng mình, anh chưa bao giờ coi đó là gá tạm cả. Mặc dù thời gian chúng mình sống với nhau chưa dài, nhưng anh hy vọng vợ sẽ hiểu được tình cảm chân thành của anh dành cho vợ là như thế nào mà. Đừng vì một phút nóng giận mà phủ nhận hết cả những nỗ lực của anh trong suốt thời gian qua, tội nghiệp anh. Em nghĩ rằng trong ngôi nhà này, nếu như có một người trân trọng cuộc hôn nhân này, thì đấy là một mình em, chứ không phải anh. Đối với anh, cuộc hôn nhân này nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Vợ đừng nói thế. Vợ,